Nguyễn Bính là một gương mặt nổi bật trong nền thơ ca Việt Nam. Ông sở hữu nhiều trang thơ hay, nổi bật là bài thơ Qua Nhà Đặc Sắc. Bài thơ chính là tình cảm đơn phương của nhà thơ đối với cô gái. Qua đó, ta cảm nhận được một hồn thơ chân thành và mộc mạc của nhà thơ Nguyễn Bính. Thơ Nguyễn Bính chân quê, giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, trong sáng và hồn nhiên như ca dao trữ tình. Ông viết về làng quê qua lăng kính tình cảm lãng mạn, biểu lộ một tình quê, một hồn quê chân tình và gần gũi. Bài thơ chính là tâm trạng của ông khi cô gái ông thương đi lấy chồng. Kính mời quý độc giả cùng theo anh 365 cảm thụ bài thơ Qua Nhà. Cái ngày cô chưa có chồng, đường gần tôi cứ đi vòng cho xa. Lối này nắm bưởi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Một hôm thấy cô cười cười, tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng. Biết đâu rồi chả nói chồng, làng mình khối đứa phải lòng mình đây. Một năm đến lắm là ngày, mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng. Từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một quãng đồng mà xa. Bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo. Lợn không nuôi đặt ao bèo, dầu không dây chẳng buồn leo vào giàn. Giếng thơi mưa ngập nước tràn, ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. Trong phong trào thơ mới giai đoạn 1930-1945, khi nhiều nhà thơ có ý hiện đại hóa thơ mình về mọi mặt, thì có lẽ một nhà thơ lặng lẽ, âm thầm, sáng tác và đi theo một con đường riêng, đó là Nguyễn Bính. Đương thời, đánh giá về thơ Nguyễn Bính có nhiều ý kiến rất khác nhau. Thậm chí có người còn cho rằng thơ Nguyễn Bính chỉ để những người mộc mạc chân quê đọc và thưởng thức mà thôi. Nhưng thật kỳ lạ, càng trải qua một thời gian, hơi thơ mộc mạc, quê mùa, hương đồng gió nội ấy càng ăn sâu, bám rễ trong lòng người đọc. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đọc, đã thuộc và say mê thơ Nguyễn Bính. Chính hơi thở quê mùa dung dị ấy là yếu tố khẳng định vị trí Nguyễn Bính trong nền văn học Việt Nam. Những bài thơ tình yêu chiếm tỷ lệ khá cao trong thơ Nguyễn Bính. Nhiều bài thơ tình của ông rất nổi tiếng như Tương Tư, Mưa Xuân, Người Hàng Xóm, Ghen. Mỗi bài thơ đều có nét đặc sắc riêng. Trong số những bài thơ tình của thi sĩ Nguyễn Bính, Qua Nhà là một bài thơ khá độc đáo. Xét về ý tứ, bố cục, Qua Nhà chia làm hai phần khá rõ: tư tưởng tình cảm của nhân vật trữ tình tôi đối với một cô gái thầm yêu trộm nhớ trước và sau khi cô gái đi lấy chồng. Tình yêu là lĩnh vực tình cảm cực kỳ tế nhị, phức tạp và đặc biệt bậc nhất của con người. Thi sĩ đã phát hiện và bộc lộ sự tinh vi, tế nhị, đặc biệt ấy trong Qua Nhà. Có thể nói, khi đã thầm yêu, trộm nhớ hoặc ngầm để ý đến ai, thì người đang yêu có đến hơn 1.000 cái cớ để đến với nhau. Có lúc chỉ cần nhìn thấy người thương một chút thôi, thế là thỏa mãn lắm rồi. Chẳng thế mà ngày xưa để tạo điều kiện đi gặp gỡ Kiều, Kim Trọng đã chẳng thuê nhà trọ học ở gần nhà Kiều đó sao? Cái ngày cô chưa có chồng, đường gần tôi cứ đi vòng cho xa. Lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Một người nào đó đã nói, khi yêu, con người ta ai cũng trở thành thi sĩ. Tình yêu làm cảm xúc của con người dâng trào rào rạt. Trong mắt người đang yêu, cảnh vật và ai cũng đẹp đẽ, thơ mộng biết bao. Dấu chấm lửng sau câu thứ ba và câu thứ tư đặt trong ngoặc đơn thật chân thành, ý vị. Nhà thơ đã phát hiện hết sức tinh tế tâm lý của người đang yêu. Tình yêu bao giờ cũng có cái lý riêng của nó. Nhiều khi điều vô lý hết sức lại nằm trong cái có lý vô cùng. Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa, vô lý quá nhưng lại rất có lý. Đi vòng để được qua nhà đấy thôi.
Điều đáng nói là ở chỗ tình yêu của tôi với cô gái trong bài thơ Qua Nhà lại là tình yêu đơn phương một phía, thầm yêu trộm nhớ da diết, nhưng chưa một lần dám thổ lộ, giải bày với người mình yêu. Con người ta ai nói được lời yêu một cách mạnh bạo trơn tru đâu. Thời gian cứ vô tình trôi đi, tuổi xuân của người con gái có thì, hoa đến thì hoa phải nở, đỏ đầy đỏ phải sang sông. Rồi một ngày kia đến duyên, cô gái cũng phải đi lấy chồng, để lại trong lòng tôi một nỗi trống vắng mênh mông. Từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một quãng đồng mà xa, bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo, lợn không nuôi đặt ao bèo, dầu không dây chẳng buồn leo vào sàn. Tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của tôi bây giờ quá đổi khác xưa. Cái ngày cô chưa lấy chồng lại càng xót xa buồn tủi bấy nhiêu. Vẫn cảnh cũ nhà xưa, nhưng giờ đây trong tâm tưởng của người yêu một phía, đơn phương thật khác xưa. Đường như xa hơn, bưởi chẳng có bông hoa nào, nhà vắng teo, không nuôi lợn bèo đặc ao, đến dây dầu không cũng thẫn thờ não ruột, chẳng buồn leo vào giàn. Cách mấy trăm năm, Nguyễn Du đã viết những câu thơ đầy tâm trạng trong kiểu: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi chờ đợi buồn tủi, ngóng trông người ta có cảm giác thời gian trôi đi chậm chạp như ốc sên. Khi vui vẻ người ta có cảm giác thời gian vùn vụt như tên bay đạn bắn. Đó là thời gian tâm lý. Với Qua Nhà, Nguyễn Bính đã thể hiện thời gian tâm lý, cảnh vật tâm lý của nhân vật trữ tình thật tinh tế sâu sắc. Giếng thơi mưa ngập nước tràn, ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. Bài thơ kết lại trong khung cảnh đầy hoang vu, xào xạc trống vắng đến tận đáy lòng. Tình yêu đơn phương một phía được thể hiện trong thơ Nguyễn Bính khá nhiều. Mối tình đơn phương trong thơ Nguyễn Bính thật đáng nuối tiếc, nhưng cũng đáng chia sẻ cảm thông. Trước sau trong bài thơ Nguyễn Bính vẫn đầy ắp những hình ảnh thôn quê mộc mạc, chất phác. Đó chính là chất vàng mười trong tâm hồn con người. Đó cũng chính là mảnh đất, nguồn nước nuôi dưỡng vun đắp cho cây đại thụ thơ Nguyễn Bính mãi mãi xanh tươi. Thế Anh 365 xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.